Rồi chào anh em nha. Bữa nay mình lên cho anh em hai con bổi nổi. Hai con bổi nổi của ông anh. Ổng bỏ lâu dữ rồi, nhưng mà chim này tập nhà thôi chứ chưa có ra rừng nha anh em. Bổi nổi nguyên riêng mà giờ bỏ giờ nó làm như nó muốn lên khách rồi nha. Báo tình trạng chim cho anh em biết cho nó rõ. Là chim nó cũng muốn lên khách rồi. Nhưng mà vẫn chim này thì khả năng theo mình nhìn thấy thì khả năng nó có thể là vẫn còn về tập rừng chơi được ok nha anh em. Vì anh em cứ tự tập mà khai thác nha. Và mình cũng báo với anh em là mình bán bổi nổi với giá là công khai là mỗi hai con này là một con là 3,5 triệu. Giá em nó khởi điểm ra đi là 3,5 triệu một con. Mình không bao nha, bổi nổi mà. Thì anh em về tự khai thác sau này nước chơi của nó như thế nào thì là do cái phần đó, là do cái phần một là anh em hợp với chim, hai là do cái nước chơi chim, thứ ba nữa là do cái duyên nó hợp bổi hay không, anh em tự khai thác hên xui thôi chứ mình không có khẳng định bao nhiêu mồi nha anh em ơi. Anh em nào ưng thì đón về. Mình đây là mình cũng nhấn mạnh một câu, mình nói trước với anh em, bổi nổi một con giá 3,5 triệu không bao nha, không chịu trách nhiệm nha. Anh em nào ưng thì đón về tự tập khai thác. Đây là bổi nổi nguyên zin. Anh em thích ưng thích thì tự đón về tập khai thác thôi chứ mình không bao như mồi nha anh em ơi. Đó, rồi để mình quay ngoại hình chim cho anh em xem. Ưng thì alo Q69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để đón về anh em đi tự tập để coi khai thác. Số nói thẳng là mình mua bổi nổi với bổi là ăn thua mình số mình hạp hoặc là hên xui thôi nha anh em, chứ không phải như mồi. Mồi á thì á nhiều khi á mình mua về mình thấy á, mình thấy nó chơi mà nó chơi trước mắt, nhưng mình đi test thấy nó chơi trước mắt mà về chưa chắc gì á là về tay mình là nó hạp mà nó chơi được đạt nữa nha anh em ơi. Bởi vì á nói chung là mình cũng nói thẳng với anh em, cái môn chơi cái môn cu ráy này, cái loài con cu ráy này nó rất dễ nuôi mà lại khó thần, nhưng mà nhất thiết là lại là khó chơi nữa nha anh em. Mình phải hiểu nó và hợp với nó mới có thể là mình mới sở hữu được một con mồi hay và ưng ý. Nhiều người anh em người ta cầm một con mồi á, người ta thương yêu, ta bảo là hay ưng ý là về nguyên nhân như thế nào, là người ta chăm từ con mồi lên, người ta sẽ hiểu cái tánh nết. Người ta cầm, người ta sẽ tập, rồi người ta sẽ hiểu cái tánh nết cái con chim. Nó thuận chơi giờ nào, là kèo nào, hay là ngày nào, hay là nước chơi như thế nào, người ta sẽ tự hiểu hết. Nên người ta mới biết cái cách sử dụng, người ta chơi cho phù hợp. Nên nó vừa ý người ta, nên mình mới thấy là chơi đó, con chim nó mới đạt. Còn mình mà đón nhận gì à, mình không hiểu ý. Nhiều khi con chim nó chịu nhầm con á, thì nó chịu cái kèo ngoài trống. Nhầm con thì nó chịu cái kèo trong bịch, hay là nhầm con nó chịu cái kèo ngoài nắng, nhầm con nó chịu cái kèo ở trong mát đó, hay nhầm con á cái bữa đó thì nó khỏe trong nó khỏe trong người, nó chơi rất đạt và xuất sắc. Còn nhầm con thì có bữa là nó mệt yếu trong người, nó chơi không đạt. Đó là cái đó là chuyện thường tình thôi. Cũng như anh em mình cũng vậy, nhầm bữa nào mình khỏe trong người thì mình thấy con người nó thoải mái, bữa nào mình mệt trong người thì mình hơi bực bội và mình không được thoải mái gì thôi. Nó con vật nó cũng thế. Rồi để mình quay ngoại hình cho anh em xem. Ưng thì đón hai em này về khai thác, giá công khai của một em là 3,5 triệu. Giá công khai của một em là 3,5 triệu, bổi nổi nguyên riêng về cho anh em tự khai thác. Mình bán giá bổi nổi, mình không bao chứ không phải là mồi. Trừ khi mình bán mồi, nếu mà mình bán mồi thì mình bao là bao cũng trong giới hạn 5-10 bữa hay là nửa tháng gì đó, bao chơi cho anh em. Quy định cũng như là anh em ăn thua anh em giao kèo với nhau, người bán và người mua. Mình là người bán thì mình giao kèo với anh em là người mua, là tôi bao ông chơi 10 bữa hay là tôi bao ông chơi nửa tháng. Thì trong thời gian 10 bữa nửa tháng đó chim chơi đạt ok, ông đã chấp nhận rồi thì thôi. Còn qua thời gian bảo hành bao rồi ông chơi chim mà có trục trặc gì đó thì vấn đề đó ông tự chịu, chứ không quay lại đổ thừa người bán được. Còn đây là mình bán bổi nổi, mình cũng báo trước với anh em về là bổi nổi anh em tự về khai thác, mình không bao nha.
Bởi vì á, đã con bổi mình đã hiểu cái nước chơi của nó là chỉ hiểu cái nước chơi ở ngoài rừng. Rồi về mà mình chăm sóc nuôi nó nổi lên, nhưng mà còn cái tánh nết của nó lên mồi nó chơi như thế nào sau này thì không ai mà khẳng định được, biết trước điều đó nha anh em. Nên mình bán đây là chia sẻ cho anh em, ưng thì vào đón về tự khai thác, chứ không chịu trách nhiệm về vấn đề là bổi nổi mà ai chịu trách nhiệm nha. Rồi để mình quay ngoại hình cho anh em xem. Đây. Một con. Chim này là nổi mạnh nè nha. Con này cổ thắt đầu bi mỏ nhỏ, cái đầu rất cực kỳ nhỏ luôn nha anh em. Rồi quên để báo cho anh em, bên đây là con thổ đồng nha. Con này là con thổ đồng. Đây là con thổ đồng. Còn bên đây là con đồng son nha. Quay qua coi coi. Đó. Đồng son này cổ thắt đầu bi nhỏ đẹp ha. Bên đây là con thổ đồng. Ông nuôi đây á choàng thiếu chất quá nên chim cũng không có được mướt đẹp nha anh em. Đây hình ảnh hai em nó. Rồi anh em nào có nhảy nuôi khách kiển hay là để về tập mồi chơi giải trí khai thác thêm thì cứ vào alo Q69 số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để đón hai em nó với giá khởi điểm công khai, một em là 3.500.000. Anh em nào ưng thì vào đón nha. Chim này thì nói chung là nó cái tiếng nổi chứ giờ nó muốn lên khách hết rồi. Nhưng mà khả năng chim là vẫn còn tập đi mồi được nha anh em. Anh em về khai thác. Chứ không phải nó chổng đầu chổng đít nó thuần người á thì mình thua mình sợ không tập được. Nhưng mà chim này thì nó ở nhà nó thấy mình xuống đây rồi thấy nó chơi cũng muốn thuần khách đây. Nhưng mà thật sự ra là chim này vẫn còn tập được. Rồi anh em có cần thì alo mình nha. Rồi cảm ơn anh em.